Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 10 hai âm lịch của những người tuổi Tuất, tháng cuối năm gặp nhiều đen đủi. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Tuất khi bước vào tháng 10 hai âm lịch, đây sẽ là một tháng mà người tuổi Tuất kết thúc một năm 2023 không mấy dễ dàng. Con giáp này cần phải chú ý hơn đến cách hành xử của mình, chớ tự tin thái quá mà tự đẩy mình vào những rắc rối. Phương diện sự nghiệp không được thuận lợi do chịu tác động của cục diện tương hình. Thời điểm này, tuổi Tuất quá tin tưởng vào suy nghĩ và phán đoán của mình nên lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, song lại bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Trong các mối quan hệ thì bạn cũng quá thẳng thắn nên thường gây tổn thương cho người khác. Chuyện tài lộc cũng không có những bước phát triển như dự đoán, dù bạn đã vất vả chẳng kém ai. Bạn mệnh nên thận trọng hơn trong việc đưa ra những quyết định, nếu không rất dễ rước họa vào thân, thậm chí phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Phương diện tình cảm có chút dấu hiệu khởi sắc với những người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh. Tuy nhiên mọi chuyện có thành hay không, chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của bạn. Còn với những người đã có cặp, có đôi thì hai người thường xuyên cãi cọ về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi của những người tuổi Tuất trong tháng 10 hai âm lịch sẽ như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tháng 10 hai âm lịch. Tháng 12 âm lịch sẽ có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 dương lịch năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 2 dương lịch năm 2024. Tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng của năm hay còn được gọi là tháng Chạp. Tháng này là tháng Ất Sửu rơi vào tiết khí Tiểu Hàn. Tiểu ở đây có nghĩa là nhỏ, bé bỏng, còn sớm, bắt đầu. Trong khi đó Hàn có nghĩa là lạnh giá, rét mướt. Như vậy có thể hiểu Tiểu Hàn là địa chỉ thời tiết bắt đầu bước vào giai đoạn lạnh lẽo, giá rét. Ngoài ra thời gian này còn xuất hiện hiệu ứng nghịch ồn rất rõ rệt. Những ngày Tiểu Hàn ở các khu vực nửa bán cầu Bắc có khí hậu rất khắc nghiệt, nhiệt độ còn thấp, thậm chí sương muối, có nơi còn có tuyết rơi, nước bị đóng băng. Điều này gây khá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, giao thông và cả động thực vật. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, vật nuôi và cây trồng. Các loại vật nuôi hoang dã thường sẽ phải tự tìm nơi ẩn náu, trú đông hoặc là di cư. Còn theo tử vi phong thủy thì Tiểu Hàn có hai hào âm ở dưới, bốn hào dương ở trên. Thế nên dù thời tiết lạnh giá nhưng mầm sống vẫn sinh trưởng và phát triển được. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để chúng ta thực hiện khâu chuẩn bị cho những công việc đại sự trong tương lai. Còn với những người sinh vào tiết Tiểu Hàn thì tính tình thường điềm đạm, trầm tĩnh và có tấm lòng độ lượng, tín nghĩa. Họ cũng rất siêng năng, chăm chỉ, nhưng một vài người sẽ bảo thủ và ương ngạnh. Nhưng nhìn chung họ đều có đạo đức rất tốt. Tiết Tiểu Hàn thuộc hành thổ, vì vậy người có mệnh thổ sẽ gặp được nhiều điều may mắn, tốt lành, công việc thuận lợi, tinh thần hưng phấn, thoải mái, sức khỏe tốt trong tháng 12 âm lịch này. Nhưng với những người kỵ thổ thì lại giảm tài vận, không được may mắn, suôn sẻ trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó họ còn gặp rất nhiều những vấn đề liên quan tới sức khỏe và tâm trạng không mấy vui vẻ. Ngoài ra trong tháng 12 âm lịch, tháng Chạp còn được gọi là tháng Cụ Mật. Xưa kia các cụ gọi tháng Chạp là tháng Cụ Mật bởi vì tháng ấy có nhiều trộm đạo. Cụ là củ soát, kiểm soát, còn mật là cẩn mật. Cụ mật có nghĩa là kiểm soát cẩn mật. Đến tháng 12 âm lịch, các quan phủ thường hay nhắc nhở người dân cần phải cẩn mật, tuần đinh cần phải tăng cường kiểm soát để phòng ngừa đạo trích. Cho đến nay tháng Chạp vẫn được coi là tháng Cụ Mật. Đây là tháng làm ăn không chỉ của những người lương thiện mà còn cả của những người không lương thiện, bởi vì cuối năm ai cũng có nhu cầu mua sắm. Do đó, đạo trích thường tăm tia để có những món nọ, món kia. Ngoài ra tháng Cụ Mật theo quan niệm dân gian cho rằng đây là tháng hay bị xui xẻo, là tháng rất dễ bị mất mát tiền của, hay là tháng bị tai bay vạ gió. Có những người bị hao tiền tốn của với những lý do hết sức khác nhau, thế nhưng thường được đổ cho là đen và đắng như củ mật. Tháng 12 âm lịch, nhất là những khoảng thời gian giáp Tết, hầu hết nhà nhà luôn luôn có việc phải đi lại thường xuyên, thức khuya dậy sớm, cho nên mọi người thường trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng, buồn ngủ. Và hầu hết xong việc đặt lưng là ngủ ngay, nhiều khi ngồi cũng có thể ngủ ngon lành, cổng cửa đôi khi quên cả khóa, xe quên cả trò trong nhà, đồ dùng quên cất dọn. Thêm nữa, đây là tháng mà nhu cầu mua sắm trong những ngày Tết thường gia tăng, thường xuyên mang rất nhiều tiền trong người.
Do vậy, nếu không cảnh giác cao, sẽ là cơ hội ngàn vàng cho giới đạo trích lộng hành, đen đủi thì mất tiền, mất của, xảy ra hiện hữu trong tháng Cù Mật này. Ngoài ra tháng 12 âm lịch là tháng mang địa chi Sửu, cần phải chú ý hơn với những người sinh vào năm Sửu, năm Mùi, đặc biệt là bát tự trong cả tứ trụ toàn Sửu với Mùi sẽ cần phải rất cẩn thận. Vận trình chi tiết của những người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch. Những người tuổi Tuất khi bước vào tháng 12 âm lịch, đây sẽ là một tháng mà người tuổi Tuất kết thúc một năm 2023 không mấy dễ dàng. Con giáp này cần phải chú ý hơn đến cách hành xử của mình, chớ tự tin thái quá mà tự đẩy mình vào những rắc rối. Phương diện sự nghiệp không được thuận lợi do chịu tác động của cục diện tương hình. Thời điểm này, tuổi Tuất quá tin tưởng vào suy nghĩ và phán đoán của mình nên lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, song lại bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Trong các mối quan hệ thì bạn cũng quá thẳng thắn nên thường gây tổn thương cho người khác. Chuyện tài lộc cũng không có những bước phát triển như dự đoán, dù bạn đã vất vả chẳng kém ai. Bạn mệnh nên thận trọng hơn trong việc đưa ra những quyết định, nếu không rất dễ rước họa vào thân, thậm chí phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Phương diện tình cảm có chút dấu hiệu khởi sắc với những người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh. Tuy nhiên mọi chuyện có thành hay không, chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của bạn. Còn với những người đã có cặp, có đôi thì hai người thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tuất. Con đường sự nghiệp của những người tuổi Tuất sẽ chẳng mấy suôn sẻ trong tháng 12 âm lịch này. Bạn cần chuẩn bị tinh thần để đối diện với những khó khăn, đồng thời nhìn nhận các khuyết điểm của bản thân mình để có thể sửa đổi. Dưới tác động của cục diện tương hình, bạn đang quá kiêu ngạo và có niềm tin mù quáng vào bản thân mình rằng mọi quyết định của mình đưa ra đều chính xác. Chính vì vậy mà bạn bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài, lập tức bắt tay vào những kế hoạch mà mình đã đề ra. Tuy nhiên đến khi thực hiện thì bạn mới nhận thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lúc vướng mắc hoặc là phạm phải sai lầm, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để chủ động nhận lỗi. Khi bạn dám đối diện và thừa nhận lỗi lầm của bản thân mình thì bạn mới có thể sửa đổi và tiến bộ được. Đừng luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho mọi người xung quanh. Tháng này nguyệt lệnh Lâm Đất Mộ cũng khuyên con giáp này nên dành nhiều thời gian hơn để học hành, bổ sung kiến thức. Nếu cứ mãi quanh quẩn ở những điều quá quen thuộc thì bạn sẽ dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Trong lối hành xử hàng ngày thì bạn cũng cần khiêm tốn, nói năng, hành xử có suy nghĩ hơn, nếu không rất dễ làm mất lòng người khác. Đến khi thực sự cần tới sự giúp đỡ thì sẽ không có ai chủ động vươn tay ra giúp đỡ bạn nữa. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng 12 âm lịch, tình hình tài chính của những người tuổi Tuất cũng không đạt được bước tiến đáng kể trong thời điểm này. Có lẽ đã đến lúc bạn xem lại định hướng của mình, nếu sai sót ở đâu thì nên ngay lập tức sửa đổi, đừng để tiền tiếp tục thất thoát. Tháng này cục diện tương hình khuyên con giáp này nên cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bởi không phải lúc nào nhanh nhẹn cũng là tốt nhất. Vì quyết định của mọi vấn đề quá vội sẽ khiến cho bạn không lường trước được những khó khăn mà mình gặp phải, chưa kịp kiểm chứng kỹ càng thông tin hoặc chưa lượng được sức mình. Trong các mối quan hệ với khách hàng và đối tác, con giáp này nên khiêm tốn, lắng nghe nhiều hơn, đừng lên tiếng chỉ trích người khác khi chưa hiểu được tình hình thực tế rõ ràng. Nếu bây giờ bạn phá hoại mối quan hệ thì đến khi làm việc lớn, bạn sẽ chẳng còn mối quan hệ để nhờ vả, để dựa dẫm hoặc là hợp tác. Nguyệt lệnh Lâm Đất Mộ cũng khuyên con giáp này nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các yếu tố như nhân lực, vật lực cần thiết. Người trẻ tuổi dù muốn thử thách bản thân mình đến mấy thì cũng cần phải thận trọng, đừng học đòi theo người khác hoặc theo đuổi những thứ quá xa vời, nếu không bạn sẽ chỉ tốn công tốn sức mà vẫn sôi hỏng bỏng không. Với những người làm công ăn lương, những người này hãy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công để đảm bảo cho lương thưởng cuối năm của mình, hạn chế phạm phải những sai sót, phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Chi tiết về phương diện tình duyên, tình cảm gia đạo của những người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch. Phương diện tình cảm của con giáp này cũng không có nhiều điểm sáng trong cuối năm 2023. Có lẽ tuổi Tuất cần phải thay đổi thái độ của mình khi đối diện với vấn đề này. Với người tuổi Tuất đang còn độc thân thì thực tế tháng này bạn được cát tinh thái âm chiếu mệnh nên đường tình duyên vẫn còn sáng sủa, đặc biệt đối với nữ mệnh. Bạn có thể được bạn bè, người thân quen giới thiệu cho những đối tượng rất triển vọng. Tuy nhiên có vẻ như bạn chưa thực sự muốn dành thời gian ở bên một ai đó nên luôn tìm cách từ chối. Hãy duyên dáng hơn trong cách hành xử, đừng khiến người có thiện chí với mình bị tổn thương.
Hơn nữa biết đâu, nếu mở lòng trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm, suy nghĩ giống như mình. Với người tuổi Tuất đã có cặp có đôi thì bầu không khí gia đình của bạn có vẻ không ổn vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhau nhiều hơn. Nếu cứ chi li tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì mà hai người đã trải qua và những gì hai người đang cùng nhau gây dựng. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng 12 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của con giáp này rất ổn định trong thời điểm cuối năm, dù áp lực ập tới liên tiếp có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Thời điểm này, tuổi Tuất cần giữ thái độ bình tĩnh khi giao tiếp với người khác, hạn chế xô xát vừa gây hưởng đến các mối quan hệ vừa có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, đừng ngại tâm sự hoặc là hỏi han ý kiến của những người xung quanh. Dù cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn, song bạn nhớ duy trì một lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tháng 12 âm lịch của những người tuổi Tuất, tháng cuối năm gặp nhiều đen đủi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.